Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đức Hà Review. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chương trình dịp cuối năm của Lazada nha các bạn. Đó là chương trình sale Tết chốt đơn Lazada Tết diễn ra từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 1. Và trong cái chương trình sale Tết chốt đơn của Lazada này thì nó có lì xì xu nữa các bạn. Và khuyến mãi giảm đến 50% nè. Và có mã giảm giá 888.000 nha, và miễn phí vận chuyển toàn quốc nha các bạn. Và đây là có chúng ta hãy trong thời gian này thì chúng ta hãy thu thập voucher và thêm vào những cái sản phẩm là ưa thích của chúng ta vào giỏ hàng nha. Và ngày 19 đến ngày 28 thì các bạn thanh toán nha. Và mua trong cái khoảng thời gian ngày 19 đến ngày 28 tháng 1 thì cái thời gian đó thì người ta sẽ tính toán là cho chúng ta là nhận hàng trước Tết nha các bạn. Và trong chương trình này có rất nhiều ưu đãi giảm giá nha các bạn. Và ở dưới này thì có rất nhiều voucher nè các bạn hãy vào đây mà thu thập voucher nhé. Và cái khung giờ để các bạn thêm voucher là 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 16 giờ và 20 giờ nha. Đây các bạn, trong này có những cái mã giảm giá tương ứng với những cái giá trị đơn hàng này các bạn vào đây thu thập nha. Và trong này thì có rất nhiều ngành hàng nha, giảm giá nha các bạn. Đó. Đây. Và link của chương trình sale Tết chốt đơn của Lazada mình sẽ để dưới phần mô tả video để bạn nào có nhu cầu các bạn vào đó để tham khảo nha. Và trong các sản phẩm á, thì các bạn muốn chọn một sản phẩm thì các bạn ở dưới này là có rất nhiều mã giảm giá này. Đây các bạn chỉ cần thu thập vào và đến ngày 19 đến ngày 28 thì các bạn thanh toán là rất ok nha. Và trong dịp Tết này thì Lazada sale những ngành hàng thì cũng rất là phong phú nha các bạn, để các bạn trang trí Tết như quần áo này, đèn nháy này và những phụ kiện mà liên quan đến Tết là để sale rất là lớn nha các bạn. Và các bạn hãy tận dụng cơ hội này, đây là cơ hội cuối cùng của Lazada sale trong năm này nha các bạn. Và khi các bạn mua hàng trên này thì các bạn hãy chú ý là lựa những sản phẩm nào thuộc trong những cái cửa hàng shop là Lazada Mall nha các bạn, vì đây là những shop là được kiểm duyệt bên Lazada kiểm duyệt là hàng là ok, chất lượng, hàng chính hãng, không có hàng nhái thì người ta mới cấp cho cái logo Lazada Mall nha. Và để biết shop có là Lazada Mall hay không thì các bạn hãy nhìn dưới này nè. Đây, đầu cái tiêu đề này nè là sẽ có cái logo Lazada Mall nè các bạn. Đó. Cái này không phải là shop nào cũng được có cái này đâu các bạn nha. Cái này thì nó đòi hỏi khắt khe bên Lazada, nó kiểm duyệt đầy đủ nó mới có nha. Và đây là những cái Lazada đã là shop Lazada Mall thì người ta sẽ buôn bán rất uy tín nha các bạn, hàng hóa rất ok nha. Và các bạn hãy chọn vào đó để mua nha. Và mình cũng xin nhắc lại là link của cái chương trình này mình sẽ để dưới phần mô tả video để bạn nào có nhu cầu tham khảo, các bạn xuống phần mô tả video để lấy cái link để tham khảo nha.